Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, công an thị xã Bỉm Sơn của huyện này đã điều tra xác minh bắt đối tượng trộm cắp tài sản lấy tiền chơi game. Trước đó, ngày 28 tháng 5 năm 2019, Công an thị xã Bỉm Sơn nhận được tin báo tại quán Internet của ông Nguyễn Quang Hiệp, sinh năm 1957, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, xảy ra vụ trộm cắp xe máy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Chỉ sau một ngày, Công an thị xã Bỉm Sơn đã xác định thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là đối tượng Mai Văn Tâm, sinh năm 1983, ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận do không có tiền chơi game nên đã lợi dụng đêm tối, quán Internet không có người trông giữ xe nên đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy đem về nhà cất giấu để tiêu thụ. Mai Văn Tâm là đối tượng đã từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.